Tôi đến đây là theo kế hoạch của huyện hội, định kỳ 6 tháng một lần kiểm tra, đồng thời chúng tận mắt chứng kiến cái cảnh sinh hoạt tại các cơ sở chi hội. Và đến đây chúng tôi đã tham gia sinh hoạt và thấy rằng các chị cũng vận động nhau để giúp nhau làm kinh tế, phát triển kinh tế gia đình. Bên công tác hội nè, em có tuyên truyền là chị em là về là làm phát triển là kinh tế nè, vừa là chăn nuôi nè, chăn nuôi heo nè, chăn nuôi bò nè, vừa về mua sợi để đàn nè, là đan gen nè, để bán ra cho bên Quảng Nam Đà Nẵng. Phát huy ngành truyền thống dệt gen của dân tộc Tà Ôi, của chị em phụ nữ được phát huy để mà có một cái bản sắc riêng của chị em phụ nữ Tà Ôi. Ngoài ra thì chị em làm phát triển được kinh tế gia đình, đi bán như từng hộ gia đình đi bán ở Quảng Nam Đà Nẵng, là thu nhập bình quân là một hộ gia đình có một lúc đi thì từ 4-6 triệu. Nhất là giống như thôn này có một cái hộ mà không có nguồn gì mà từ dệt gen này được làm được cái nhà, làm được nhà này, làm nuôi được con, nuôi được trâu bò. Mênh mông biển lúa bầu trời đẹp hơn. Nhà tôi trước đây thì nghèo khổ chưa có chi hết, mà đến khi có là ngân hàng cho vay vốn và chị mua heo mà nuôi xong một lần đầu nuôi cỡ khoảng 20 triệu, và sau đó thì càng ngày càng kinh nghiệm hơn và càng nhiều hơn, và nhờ có nuôi heo có kinh tế gia đình, các cháu được đi học. Trong gia đình làm ăn kinh tế thì có là 3 mô hình. Là mô hình thứ nhất là làm tuyệt đó. Mô hình thứ hai là đúc chậu hoa, cái cảnh. Mô hình thứ ba là làm bình hoa, đúc bằng gỗ. Tạo việc làm cho bà con người dân tộc thiểu số ở trên này là vừa xóa được đói giảm được nghèo. Gia đình họ dân nó ấm là mình đã mãn nguyện cái bản thân mình. Thì tôi là người con người dân tộc Agatu, thì chẳng lẽ cái cuộc sống của mình như thế nào thì mình là những người hiểu nhất ở cái cuộc sống của người dân của mình như thế nào. Thì khi mà tôi đang nghe thì tôi không có ý định đi chúc hát, nhưng mà tôi có mong muốn làm sao là mình phải về quê hương của mình để phục vụ cho nhân dân của mình. Tôi cũng cố gắng tham mưu tốt này, rồi tham gia các phong trào khác ở địa phương để mình cũng gây lòng tin, về đặc biệt là ở các lãnh đạo thì mình cũng tham mưu cho tốt để mình làm như thế nào mình đưa cái ngành y tế, cái công tác cơ sở chăm sóc ngày càng được phát triển hơn và tốt hơn. Trường Trung học phổ thông A Lưới thì được rất vinh dự được đóng trên địa bàn của một cái huyện miền núi anh hùng của tỉnh Thừa Thiên Huế và của cả nước. Ở trên địa bàn này thì có rất nhiều các anh hùng lực lượng vũ trang đã có những cống hiến cho đất nước trong hai cuộc kháng chiến, làm một cán bộ nữ giảng dạy và làm cán bộ quản lý ở một trường như thế này, thì tôi luôn luôn động viên các em làm thế nào đó cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu đưa cho A Lưới thoát ra khỏi tình trạng đói nghèo, và rất mong các em là cố gắng sống, học tập và làm theo các anh hùng, các bậc tiền bối đi trước để xây dựng quê hương A Lưới ngày càng giàu mạnh. Thì để mà nhắc lại cái truyền thống mình nhá, người dân tộc mình thiểu số, ngày xưa quần áo không có này, gian khổ biết bao nhiêu, mà ngày nay có đảng có nhà nước, bây giờ học hành có trường trại,
lại không lo cái gì làm học hành chứ. Cho nên nhắc lại cho con cháu để dòng con cái trong nhà này, ai không bệnh tật ấy, thì là cố gắng học tập để mà nhắc lại. Từ nãy các con á, bây giờ thì giống như băng đèn, này băng đèn người ta thắp sáng đấy, cố gắng mà học vươn lên. Bây giờ thấy là điều kiện có đảng có cách mạng thì dân tộc Paco được ngày nay thay đổi rất nhiều, đời sống của dân Paco còn được học hành, được là có người thì bác sĩ, có người thì tiến sĩ. Bây giờ cứ nhờ có đảng có bác Hồ mà được là dân tộc Paco là ngày nay là được sung sướng, biết là đoàn kết tinh thương cũng một. Phát huy cái vai trò của hội phụ nữ thì ở tận các chi hội thì các chi hội đã phát động các cái phong trào, ví dụ như cái phong trào mái ấm tình thương thì các chị đã góp quỹ, xây dựng quỹ để mà quyên góp để xây dựng những cái mái nhà để giúp đỡ cho chị có đặc biệt khó khăn, hoặc là hội viên phụ nữ đơn thân, hội viên phụ nữ nghèo. Rồi bên cạnh đó các chị cũng vận động nhau để giúp nhau làm kinh tế, phát triển kinh tế gia đình. Các cái mô hình tiêu biểu ví dụ như cái mô hình dệt giàng, rồi cái mô hình chăn nuôi, mô hình trồng rừng kinh tế. Như vậy các chi hội mà tiêu biểu nhất thì đã tăng thêm cái thu nhập cho gia đình. Như vậy là mỗi năm như vậy là từ 25 đến 30 triệu đồng trên mỗi gia đình. Như vậy thì đấy là những cái kết quả mà hội đã phát động và những cái thành tích mà các chị đã đạt được. Và điều này đã thể hiện được cái sự đóng góp, người phụ nữ đóng cái vai trò quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo tại huyện A Lưới một cách bền vững.